Hello mọi người có khỏe không? Vâng, Tammy cũng như trong vlog number 3 thì Tammy đã nói với các bạn là Tammy sẽ làm một cái vlog number 4 là một cái trả lời cho mấy cái question trong vlog number 3. Nên bây giờ Tammy sẽ làm cái vlog number 4 đó. Nhưng mà trước hết thì cho Tammy xin lỗi vì Tammy biết là hồi tuần rồi Tammy nói. Rồi Tammy nói Tammy sẽ làm trong vòng mấy ngày, nhưng mà một tuần hay hơn thì qua thì giờ Tammy mới làm. Mà mong các bạn cũng thông cảm giùm cho Tammy nha. Với lại một điều nữa trước khi mình bắt đầu Tammy bắt đầu trả lời á, là Tammy biết là trong vlog number 3 Tammy có nói là các bạn hay hỏi Tammy trên YouTube hay là Facebook message, nếu mà các bạn có Facebook của Tammy. Nhưng mà lúc mà Facebook message Tammy có ghi hết những cái câu hỏi đó ở trên cái miếng giấy, nhưng mà bây giờ cái miếng giấy đó Tammy không biết Tammy đã vứt nó đi chỗ nào lúc mà một đêm hứng lên dọn phòng, nên bây giờ Tammy không biết nó đang ở chỗ góc nào hay là ở đang chỗ kẹt nào. Nên Tammy rất là xin lỗi với những bạn mà đã hỏi câu hỏi cho Tammy trong Facebook message. Và nếu mà các bạn muốn thì có thể hỏi Tammy lại hay là đặt câu hỏi lại cho Tammy, và Tammy sẽ làm một cái vlog khác để mà trả lời những cái câu hỏi đó. Nhưng mà vlog number 4 này thì Tammy sẽ trả lời những cái câu hỏi trên cái YouTube của Tammy. Nên nên mình bắt đầu nha. Mà Tammy sẽ cố gắng sao để mà trả lời ngắn gọn cho cái video nó khỏi bị dài quá. Tại vì nếu mà nghe Tammy nói nhiều quá thì dài quá chắc các bạn coi cũng chán. Bắt đầu ha. Tune Teddy, chị Tammy sống ở US từ bao lâu rồi? Chị sinh ra và lớn lên ở US, ở Mỹ. Nên Where's Michael? Chết xấu chừng nào về Việt Nam vậy chị? Ít nhất là hè hoặc là mùa đông của năm 2013 Tammy mới về Việt Nam. Lenny Tran, Tammy có bồ chưa? Dạ, thưa Lenny, hiện tại thì Tammy chưa có bồ, nhưng mà nói chung thì trong tương lai chắc sẽ có, nên cái gì cứ xuôi theo tự nhiên và cuộc sống đẩy mình, thổi mình về đâu thì mình về đó. Jessica Thunder, sao em không kết bạn được với chị thế? Tammy rất là xin lỗi các bạn nha, và xin lỗi mọi người là Facebook của Tammy hiện tại á, là friends với make a friend request box nó bị full. Nên nếu mà các bạn mà kết bạn với Tammy không được thì Tammy rất là xin lỗi. Và nhưng mà Tammy có cái subscribe á, sẽ có chỉnh chế độ subscribe, so nếu mà các bạn muốn subscribe với Tammy thì cứ subscribe. Và nếu mà cần thiết lắm thì chắc có thể Tammy phải làm một cái Facebook number 2. Nhưng mà để từ từ tính. Sorry, Tammy phải kiếm mấy cái question và đọc từ đó. Ủa mà Tammy sinh năm bao nhiêu và có tên Việt hay không vậy? Tammy sinh năm 1992. Và tên Việt của Tammy thì hiện tại cho Tammy giấu tên Việt của Tammy nha, tại Tammy có lý do riêng. Và nhưng mà chắc đến trong tương lai là Tammy sẽ nói với các bạn, nhưng mà các bạn muốn biết là tên Việt của Tammy là tên gì. Và phiên Tammy sinh ra ở cái này của Minh Luân. Tammy sinh ra và lớn lên tại Mỹ mà sao biết tiếng Việt thế? Cha hoặc mẹ Tammy là người Việt à? Thì Tammy biết tiếng Việt thì cũng nhờ là ba mẹ, ông bà và các bạn bè của Tammy ở đây giúp đỡ Tammy và sửa sai cho Tammy mỗi lần mà đọc sai hoặc vân vân. Cha hoặc mẹ Tammy là người Việt à? Hai người, mẹ Tammy thì like, ba Tammy cũng like, nhưng mà lớn lên ở Việt. Chị hỏi Zen Tran hỏi Tammy đang học ngành gì. Tammy hiện tại là học về engineering, mà về phần aviation á, thì là
dịch ra là máy bay phải không? Dạ. Tammy thích người Việt Nam hả? Ừ, Tammy thì đương nhiên là thích người Việt Nam rồi, tại vì mình cũng là người Việt Nam. Clovers T B O O J J. Chị Tammy ở lần trước em nhớ chị nói chị mix Nhật. À, chị mix Nhật, Mỹ trắng và Việt Nam, mà em thấy ba má chị là người Việt Nam nên em cũng không hiểu rõ lắm. Dạ vâng thưa em, mẹ chị là lai Nhật, Việt với Mỹ, còn ba chị là Cambodian and người Việt, nhưng mà đều lớn lên ở Việt Nam. Tình bịa, chị có về Việt Nam lần nào chưa? Nếu có thì quê của chị ở đâu vậy? Chị có về Việt Nam hồi lúc vừa hè vừa qua, đã hè 2012. Và quê của ba chị thì ở Rạch Giá, còn quê của mẹ chị thì ở Phan Rang. Tammy có định về đây chơi và làm clip không chị? Đương nhiên là Tammy sẽ về Việt Nam và làm clip, thì Tammy cũng sẽ tiếp tục làm clip với và đồng góp với JLP với nhóm để tạo những cái gì đó cho các bạn để coi. Của Lucis Bam. Động lực sống và ước mơ của chị Tammy là gì? Nơi chị Tammy cảm thấy hạnh phúc nhất là đâu? Và hình tượng gì có ý nghĩa nhất đối với chị? Động lực sống của chị với những hình tượng ý nghĩa nhất đối với chị á, với điều hạnh phúc nhất á, là gia đình và người thân và những bạn bè thân nhất của chị. UP. Chị Tammy ơi, chị quay cảnh chị sống ở US được không hả? Yes, trong những cái future vlog thì chị sẽ quay những cái cảnh hàng ngày hay gì đó để post lên để cho mấy em xem là hàng ngày của chị Vân đang là sao. Nếu bạn về Việt Nam, điều đầu tiên bạn muốn làm là gì? Của Nguyễn Lâm. Nếu mà Tammy Việt Nam thì chắc điều đầu tiên là Tammy sẽ mua một bịch nước mía để uống, tại Tammy rất là thích uống nước mía. Mà lúc hè vừa rồi đúng như Tammy Việt Nam uống bao nhiêu nước mía cũng không đủ hết trơn á, nên bây giờ rất là thèm. Thì nói chung Việt Nam uống nước mía, uống cà phê và ăn kem là những cái điều đầu tiên Tammy sẽ làm. Em có một câu hỏi nhỏ nhỏ thôi, chị có thể làm kiểu một bộ phim ngắn được sớm không? Giống như We Are USA nhưng là couple của 7 Day Love Game phần 1. Dễ thương lắm chị à. Dạ thưa em, 7 Day Love Game và We Are US là thật sự là hai cái ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Và như anh đạo diễn thì ảnh cho mọi người xem những cái ý tưởng khác nhau và những cái sản phẩm mà trong tương lai sẽ đi một cái hướng đi khác nhau, và mong rằng các bạn cũng sẽ vẫn coi và ủng hộ cho JLP. Của Dương Thị Yến Như. Vậy chị có phải là người yêu của anh Hiển thì không? Không em ơi, chị với Hiển ở ngoài đời là chỉ là bạn tốt với nhau thôi. Sorry.
thấy mặt bố mẹ Sammy gay. I like you so much, Sammy. Yeah, trong những cái clip future thì Sammy sẽ cho các bạn coi mặt của bà mẹ của Sammy nữa. Họ rất là thương đó. Huy Nguyễn Gia, Sammy ơi, bạn bao nhiêu tuổi? Sammy hiện tại là 20 tuổi và tháng 2 2013 lợi là Sammy sẽ 21 tuổi. Sammy, public Facebook được không? Mình không add friend với bạn nhưng rất muốn theo dõi về bạn. Cũng này một lần nữa thì Sammy xin lỗi lần với các bạn nếu mà các bạn không có add Sammy trên Facebook được. Và chắc có thể Sammy phải làm một cái second Facebook nếu mà điều gì đó nếu mà cần thiết lắm. Mà nói chung cho là vậy. Tự nhiên mình định nói gì Sammy định nói gì thì mình quên mất tiêu rồi. Với những cái câu hỏi của các bạn mà về những cái clip trong tương lai mà sẽ ra thì những cái clip mà sắp ra sắp tới đây của JLP là We at US episode 3 và 7 Day Love Game part 3 sẽ ra trong vòng tháng 2 và mong các bạn sẽ đón xem, tại vì Jenny cũng rất là nôn để mà hoàn thành, để mà làm những cái clip này cho nó xong với cả nhóm JLP để cho các bạn xem. Và mong rằng các bạn sẽ chờ tin tháng 2 nha. Nói chung là vậy thôi. Bữa nay Jenny hơi khó chịu nên nói chuyện hơi một chút, nên mong các bạn thông cảm thêm nha. Ok, còn gì nữa thì cái gì thì cho ý kiến cho Jenny trên Facebook Message hoặc là YouTube thì Jenny sẽ đọc và thêm. Ok, bye mọi người nha.